tất cả các bạn vẫn đang quan tâm theo dõi chương trình tìm hiểu những thông tin về vấn đề du học Singapore. Và trường Đại học Công nghệ Curtin đó là trường tiên phong đầu tiên của nước Úc trong việc chuyển nhượng chương trình giáo dục cấp 3 trên thị trường quốc tế. Và Curtin đã bắt đầu chuyển nhượng chương trình giáo dục tại Singapore vào năm 1986 và được biết đến như là một trong số những học viện marketing, thương mại của Singapore có sự kết hợp, hợp tác lâu dài với nhiều học viện lớn khác. Bằng cấp từ Curtin thì được công nhận trên toàn cầu và tốt nghiệp tại trường Curtin thì các bạn sẽ có được sự tự tin và những kỹ năng cần thiết cho sự thành công trong nghề nghiệp, đặc biệt là trong một môi trường quốc tế hiện đại. Và trường Curtin Singapore thì tọa lạc gần khu trung tâm thương mại nhộn nhịp. Với nền giáo dục của Curtin đạt được tại Singapore thì các bạn sinh viên sẽ được học trong một môi trường công nghệ ngay từ phút đầu tiên họ được đặt chân đến đất nước Singapore. Những khóa học được cung cấp bởi Curtin Singapore thì đều sử dụng kết cấu và nội dung như là trường thương mại Curtin đặt trụ sở tại Úc. Còn về chương trình cử nhân thì trường có đào tạo với các chuyên ngành như là quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán tài chính, quản lý hậu cần, quản lý nguồn nhân lực, marketing, quản lý và marketing, marketing và quảng cáo, marketing và tài chính, marketing và quan hệ công chúng. Với thời gian học là trong vòng 2 năm, yêu cầu các bạn là phải tốt nghiệp trung học phổ thông, có học lực là từ 8.0 trở lên, điểm IELTS là 5.5, TOEFL IBT là 79, hoặc các bạn cũng có thể qua học cái khóa tiếng Anh của Curtin nếu mà chưa có cái bằng IELTS hay là bằng TOEFL. Thì song song đó, như nãy Bảo Trâm vừa chia sẻ với các bạn thì cử nhân bằng kép hiện đang rất là hot. Ngành hiện nay đó chính là marketing và quảng cáo. Thì marketing là lĩnh vực sôi động đối với các công ty, doanh nghiệp trong việc cạnh tranh. Ngành này cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết về những hành vi của khách hàng, cách thức làm việc của marketing và khám phá ra nhiều cái hướng đi mới của marketing, bao gồm như là digital marketing, bán hàng, định giá, khuyến mãi và chiến lược phân phối. Các bạn sinh viên sẽ được tìm hiểu các cách thức mà marketing tính trước được nhu cầu về các sản phẩm, dịch vụ, ý tưởng bằng cách phân phối các hành vi đối thủ và khách hàng. Chương trình này được thiết kế dành cho sinh viên có nhu cầu làm việc trong lĩnh vực marketing, quảng cáo, tài chính, quản trị hoặc là kết hợp với hai chuyên ngành lại với nhau. Các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp thì có thể làm marketing trong các lĩnh vực cụ thể như là tài chính, quản lý hay quảng cáo với nhiều vị trí khác nhau như là nhân viên marketing, truyền thông marketing, nhân viên marketing online, quản lý sản phẩm, quản lý bán lẻ, quản lý quảng cáo, nhân viên bộ phận quảng cáo. Và hy vọng những thông tin Bảo Trâm vừa cung cấp sẽ phần nào giúp được cho các bạn quyết định tốt hơn cho tương lai của mình. Và các bạn hãy luôn nhớ là subscribe Du học Tân Đại Dương để thu thập thêm nhiều cái thông tin cho mình nhé. Và cũng đừng quên địa chỉ công ty đó là 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra chúng tôi còn hai chi nhánh ở quận 5 và thành phố biển Nha Trang. Lưu ý Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội. Cần thêm thông tin gì các bạn cũng có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879 hoặc truy cập vào website tân đại dương.edu.vn. Giờ đây thì Bảo Trâm xin mời tất cả các bạn hãy cùng lắng nghe cuộc trao đổi với đại diện trường Curtin nhé. Xin chào các bạn, Singapore hiện nay đang là điểm đến của các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam. Nhưng nhiều câu hỏi được đặt ra đó là làm sao chọn cho mình ngôi trường tốt, cũng như là làm sao chọn cho mình chuyên ngành phù hợp với khả năng học tập cũng như sở thích của mình. Thì trong chương trình hôm nay, Tân Đại Dương có mời chị Minh Thu, hiện nay đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường Curtin Singapore. Thì hôm nay chị Minh Thu sẽ cùng chúng ta để giúp chúng ta chọn cái chuyên ngành phù hợp nhất. Xin chào chị Minh Thu. Xin chào Ly và xin chào Tân Đại Dương. Rất vui khi được có mặt hôm nay để giải đáp cho bạn những thắc mắc hay là những câu hỏi trước về vấn đề mà đi du học tại Singapore. Thì chị Minh Thu có thể là giúp cho các bạn giới thiệu đôi nét về trường của mình cũng như là thế mạnh của trường Curtin so với trường khác thì như thế nào thưa chị? Đầu tiên thì mình xin tự giới thiệu là trường Đại học Curtin Úc thì được thành lập vào năm 1968 tại Úc, và đây là một trong những trường đại học lớn nhất tại bang Tây Úc. Thì trường chính thức thành lập tại Singapore vào năm 2008, và đây là khu học xá lớn nhất của trường. Thì một số những đặc điểm nổi bật của trường Đại học Curtin Singapore như sau: đây là khu học xá chính thức của trường Đại học Công lập Úc, thứ hạng của trường Curtin Singapore rất là tốt, là trường nằm trong top 100 trường đào tạo về ngành tài chính, kinh tế và truyền thông của thế giới, nằm trong top 25 những trường trẻ tuổi dưới 50 tuổi. Và ngoài ra những cái ngành thạc sĩ của trường như là thạc sĩ quản trị dự án cũng nằm trong top 4 của Úc, thạc sĩ về logistics và thạc sĩ về quản trị kinh doanh quốc tế cũng lần lượt nằm ở hạng 2 và hạng 4 tại Úc. Ngoài ra thì thời gian học tại Curtin Singapore cũng khá là ngắn. Nếu mà bạn quyết định chọn đi học ở Úc thì bạn có thể thấy là thạc sĩ bạn chỉ học trong thời gian 1 năm và đại học bạn chỉ học trong thời gian 2 năm là bạn đã nhận được bằng. Đó là những ưu điểm. Còn về học phí thì học tập tại Curtin Singapore cũng là chi phí thì nó rẻ hơn, thấp hơn tại Úc tới 40%. Một số những chi tiết khác mà tôi muốn đề cập tới là bạn hãy an tâm về vấn đề học sinh, thì học ở Curtin Singapore nhưng bạn vẫn nhận được cái bằng của Curtin Úc.
là về phương án nhận bằng, bạn cũng sẽ có 3 phương án. Một là bạn sẽ được bay qua bên Úc để bạn nhận bằng. Hai là bạn có thể nhận bằng tại Singapore. Và ba là trong có rất nhiều sinh viên học tại cường cơ tiên sinh thì các bạn đã tìm được việc làm sau khi vừa tốt nghiệp, thì nhà trường có thể chuyển cái bằng về tận nhà cho các bạn. Đó là những đặc điểm nổi bật của trường. Thì được biết cơ tin Singapore là trực thuộc của cơ tin của Úc. Thì những sinh viên mà muốn học tại Singapore đó, thì cái thời điểm nào là thích hợp để chuyển tiếp sang Úc thưa chị? Trường đại học cơ tin Singapore có một chính sách là chúng tôi không ép buộc sinh viên là phải học tại trường bao lâu trước khi chuyển tiếp vào Úc. Đây là một lợi thế mà tôi nghĩ là các bạn sinh viên cần phải lưu ý. Nhưng mà thông thường thì các bạn sinh viên để mà thuận tiện để làm visa sang Úc á, thì các bạn sinh viên thường là các bạn sẽ học tiếng Anh và một chương trình tại Singapore, ví dụ bạn học cao đẳng 2 học kỳ tại cơ tin Singapore trước, sau đó thì bạn sẽ chuyển qua Úc để học 4 học kỳ còn lại tại Úc. Thì sau khi trong quá trình học tập tại Úc thì bạn có thể xin việc làm tại đây. Thì bởi vì chính sách mà của chính phủ Úc là người ta cho phép sinh viên làm việc là 20 tiếng trong một tuần. Thì hiện nay thì trường của mình trong năm 2014 có những cái chính sách học bổng hay hỗ trợ cho sinh Việt Nam không thưa chị? Rất là vui mừng là trong năm 2014 thì cơ tin Singapore có những cái gói học bổng rất là hấp dẫn và giá trị dành cho những sinh viên giỏi tại Việt Nam. Đối với học bổng của chương trình thạc sĩ là bạn sẽ có cơ hội nhận học bổng lên tới 46 triệu Việt Nam đồng. Còn đối với chương trình cao đẳng và chương trình đại học thì bạn sẽ có cơ hội nhận học bổng lên từ giá trị 73 triệu cho tới 145 triệu Việt Nam đồng dành cho những sinh viên giỏi. Wow, thì chương trình của trường có mọi cái học bổng cho chương trình từ cao đẳng đến thạc sĩ đúng không chị? Dạ đúng rồi. Thì trường của mình thì rất là nhiều chuyên ngành đào tạo, thì không biết sinh viên Việt Nam thường thì lựa chọn những chuyên ngành nào nhiều nhất thưa chị? Tôi có một cái điều muốn nói rõ với sinh viên là khi mấy bạn quyết định chọn học tập tại trường đại học cơ tin Singapore, có nghĩa là bạn muốn học những cái ngành thuộc về kinh tế, và trong những cái khối trường kinh tế thì trường chúng ta cũng nằm trong top 10 của Úc. Thì thường các bạn sinh viên có thể là chọn quản trị kinh doanh hoặc là những cái ngành như marketing, tài chính, ngân hàng. Và đặc biệt là cái chương trình học của trường khá linh động vì bạn có thể học cả ngành đơn hoặc là bạn học ngành kép. Thì học ngành kép thì nó sẽ có những cái chuyên ngành như là marketing và tài chính, tài chính và ngân hàng, tài chính và kế toán, thì cơ hội xin việc làm cho bạn sau này sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn, bởi vì trong cái bằng của bạn thì nó sẽ có 2 chuyên ngành. Thì ở cơ tin Singapore có những cái chính sách hỗ trợ cho sinh viên mà họ muốn là tìm cơ hội việc làm tại Singapore không chị? Về vấn đề việc làm của sinh viên thì ở trường có phòng tư vấn hướng nghiệp cho sinh viên, thì các nhân viên trong văn phòng này sẽ hướng dẫn sinh viên từng bước về trong quá trình xin việc làm. Ví dụ là họ sẽ hướng dẫn sinh viên cách viết CV, cách trả lời phỏng vấn, có những buổi workshop, có những buổi training về các kỹ năng xin việc làm. Ngoài ra thì bạn cũng biết là ở bên Singapore thì có rất là nhiều những cái văn phòng đại diện, những cái công ty từ nước ngoài đầu tư tại đây, thì đây cũng mở ra một rất là nhiều những cơ hội việc làm phong phú dành cho sinh viên tốt nghiệp tại trường đại học cơ tin Singapore. Thì ngoài ra trường có những cái hoạt động ngoại khóa nào dành cho sinh viên vui chơi giải trí không thưa chị? Dạ có, thì rất là nhiều những hoạt động ngoại khóa và tôi nghĩ là các sinh viên nó rất là ưa thích. Thì chúng ta sẽ có những cái chương trình từ thiện, thiện nguyện dành cho các bạn để mấy bạn tạo một cái tấm lòng yêu thương đối với cộng đồng. Những chương trình, ví dụ như là chương trình chạy bộ tình nguyện của trường được tổ chức hàng năm. Thì những cái giao hữu về cầu lông, bóng bàn, bóng rổ hoặc là đá banh cho các sinh viên tại trường. Ngoài ra thì để ở tại trường cơ tin Singapore khuyến khích sinh viên cân bằng giữa việc học tập và vui chơi giải trí. Đó là lý do tại sao mà nhà trường đã đầu tư một cái phòng tập gym miễn phí, phòng nghe nhạc, phòng nghỉ trưa cho sinh viên để cho bạn có thể học tập và vui chơi phù hợp nhất. Qua sự chia sẻ của chị Minh Thu vừa rồi thì một phần nào đó chúng ta đã có thêm một sự lựa chọn cho riêng mình. Và để chi tiết hơn về trường cơ tin Singapore, các bạn có thể vui lòng liên hệ công ty Tân Đại Dương, hiện nay đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường cơ tin Singapore tại Việt Nam, qua số điện thoại là 0838484879. Hoặc chi tiết hơn nữa, các bạn có thể truy cập website tân đại dương.edu.vn, hoặc các bạn muốn xét học bổng tại cơ tin Singapore thì các bạn có thể mang hồ sơ tại địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, tư vấn sẽ hướng dẫn các bạn để nhận cái học bổng cao nhất.